Vâng, xin chào các bạn. Đây là hai cái chai xịt mũi mà tôi thấy rất là hay. Tuy nhiên thì mới đầu tôi mua cái chai này, nó có hương, đó là hương lavender. Và đây là một cái công ty của Remot. Remot là nó thuộc, đó là cái gì, là Roto đó. Roto của Nhật nhưng mà được sản xuất tại Việt Nam, dạng là liên doanh, giống như là có cái thuốc nhỏ mắt gì đó, Viroto gì đó. Thì cái này thì nó mang cái tính chất cái chất hóa học, đó là dentolomide gì đây này, 15%. Thì mới đầu thì tôi dùng nó nhưng mà thấy nó không hợp lắm, bởi vì nó có cái hương nữa là lavender này. Thì đây là hai cái chai đều là chống mũi hết. Thì sau này thì tôi có tìm ra một cái chai khác, đó là cái chai anti-in này, thì nó hoàn toàn là tự nhiên luôn. Các bạn có thể thấy thì nó có nguồn gốc từ sả, rồi tràm và bạc hà này. Thì cái này là nó chiết xuất ra từ tự nhiên luôn, tinh dầu tự nhiên này, 20% này, rồi nước cất vừa đủ, đúng không? Tức là gần như là có thể nói là 100% là tự nhiên luôn. Thì theo như cái thành phần nó công bố là như vậy. Thì tôi thấy là dùng cái này nó khá là hay. Cái xịt ra thì nó hơi cái mùi sả rất là thơm nhé. Mà theo tôi biết thì người ta hay trồng sả quanh nhà để mà xua đuổi muỗi. Thì bây giờ thì người ta đã chiết xuất ra cái kiểu đó là chai xịt như thế này. Chúng ta mở ra và chúng ta xịt giống như là mình xịt nước hoa vậy đó. Nó cũng khá là nhỏ gọn, chúng ta mang đi nằm gọn trong vòng bàn tay. Chúng ta có thể để vào trong túi và mang đi bất kỳ đâu, và xịt nó khá là hay. Thì tôi vẫn hay dùng để mà xịt cho mấy đứa nhỏ nhà tôi. Thì muốn giới thiệu với các bạn, trong cái thời điểm mà nó có nhiều cái dịch sốt xuất huyết như vậy, thì trong nhà thì chúng ta đã chống mũi được rồi, nhưng mà nhiều khi mà chúng ta muốn ra ngoài, chúng ta đi uống cà phê hoặc là đi chơi đâu đó, đi đến những khu vui chơi mà sợ có mũi, thì chúng ta mang cái chai nhỏ như thế này, chúng ta xịt lên, hoàn toàn có thể xịt lên da được các bạn nhé. Hoàn toàn có thể xịt lên da được. Nó hoàn toàn là tự nhiên, tinh dầu tự nhiên. Thì tôi nghĩ rằng nó có thể, nó hoàn toàn chiết xuất từ bạc hà, sả và tràm như thế này, thì nó khá là ổn. Và tôi đã dùng thực tế rồi, tôi đã xịt lên thực tế. Đây, cái sử dụng này, xịt trực tiếp lên da, quần áo, không gian vùng cần bảo vệ, rồi trị côn trùng đốt, rồi xịt lên lòng bàn tay để xoa đều quanh cái vết đốt thì sẽ hết sưng ngứa. Các bạn có thể thấy thì nó gần như là nó, chúng ta có thể dùng trực tiếp trên da được. Tuy nhiên ấy, thì nó lưu ý đó là tránh phụ nữ có thai và trẻ em sơ sinh, trẻ sơ sinh thôi nhé. Đó thì tránh xịt lên vết thương hở này. Tất nhiên vết thương hở thì chúng ta không nên xịt lên, bởi vì nếu mà xịt lên như vậy thì rất là sót, đau. Rồi có thể dùng nhiều lần trong ngày khi mà cần thiết. Như vậy là nó không có việc, không cần phải liều lượng gì hết. Chúng ta thích xịt lúc nào chúng ta xịt để mà xua đuổi mũi, đúng không ạ? Rồi hiệu quả từ trong 4 đến 6 giờ. Đó, chỉ dùng ngoài da, tránh xa tầm tay trẻ em. Thì nó nói là nói như vậy thôi, tức là tránh xa để mà trẻ em nhiều khi mà chúng ngậm nó chơi gì đó thì nguy hiểm, nên là để xa nó là tốt. Thì chúng ta vẫn có thể dùng mà cho trẻ em được, thì tôi vẫn dùng, tôi thấy là rất là ổn. Thì qua cái video này thì muốn giới thiệu với các bạn một chút là nó như vậy. Đây là một cái sản phẩm trị mũi đốt khá là hay, hoàn toàn là tự nhiên. Tôi thấy là nó hay hơn so với cái remote này. Thì đây là cái cảm nhận cá nhân của tôi thôi. Remote này thì nó có cái tính, cái hoạt chất hóa học đó là dentolomide gì đó. Thì đặc biệt là tôi lại không thích cái mùi hương lavender của nó, thì nó khá là giống với cái mùi nước hoa xịt phòng. Tôi không thích, không hợp, nên là tôi không có dùng cái này. Khi mà tôi thấy được có một cái chai đó là anti-in này, nó khá là hay, thì muốn giới thiệu với các bạn là như vậy. Đây là một cái sản phẩm xịt mũi khá là hay, giống như là một cái bình nước hoa nhỏ, chúng ta mang đi bất kỳ đâu để có thể xịt lên quần áo, da, chân tay của chúng ta để mà chống mũi. Hương thơm gần như là phải nói là tự nhiên, có thể là đến 99% luôn.
thì muốn chia sẻ với các bạn một chút như vậy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.